đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Hà. Chào Minh Châu. Cô ơi, hồi sáng nay em đọc báo á, thấy một bài viết rất là hay, viết về tầm quan trọng của việc ăn sáng. Nhưng mà em đọc xong cái em lo quá chừng luôn. Sao lại lo? Tại vì em biết là bữa ăn sáng rất là quan trọng. Nếu mà mình ăn đúng giờ giấc ngày thì sẽ rất tốt. Còn nếu không á, mình có thể bị đau bao tử nè, bị bệnh tiêu hóa nè, nhiều khi á là còn ảnh hưởng đến cả sắc đẹp nữa. Nhưng mà em thường xuyên bỏ bữa ăn sáng. Đó, Minh Châu thấy chưa? Bữa ăn sáng rất là quan trọng. Vậy mà Minh Châu thì lại bỏ bữa. Tại sao vậy? Cô biết rồi đó, cái hôm nay nè trời cứ se se lạnh á, xong rồi cái em nằm trên giường em quắp chăn á, ấm quá cái em không có muốn dậy đâu đồ ăn sáng. Thì ra là vậy. Cô biết là có nhiều quý khán giả cũng giống như Minh Châu vậy đó, nhưng mà cô thấy rằng có rất là nhiều cái món ăn sáng vừa làm nhanh nè, rồi lại ngon nè, mà đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh nữa. Nếu vậy thì hay quá, có nghĩa là ngày hôm nay cô Hà sẽ giúp cho quý vị khán giả và em làm một món ăn sáng trọn hương ấm, thấm vị ngon để không còn lo lắng bệnh tật nữa, đúng không cô? Đúng rồi đó. Và cô nhớ là như là Minh Châu rất là thích ăn mayonnaise đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện món mì xào trộn mayonnaise. Để thực hiện món mì xào trộn mayonnaise, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 200g thịt đầu vai, 6 bát mì đã trộn, cải ngồng, cà rốt, hành tây, hành lá, ngò rí, ớt bằm, ớt sợi, hành phi, hành tỏi băm, các gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Đầu tiên của việc sơ chế thì chúng ta sẽ cắt nhỏ phần thịt đầu vai này. Cô ơi, sao mà phải dùng thịt đầu vai vậy cô? Đối với lại món này thì em cũng có thể là sử dụng những phần thịt khác. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng phần thịt đầu vai em, thì cái phần thịt này nó sẽ giúp cho món ăn khi mà mình làm lên xong á, sẽ có cái độ giòn và nó không bị khô, thì làm món ăn thêm ngon đó Minh Châu. Dạ, như vậy thì rất là hay đúng không cô? Mình sẽ đảm bảo được chất lượng món ăn ha. Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chọn thịt để làm món này, quý vị nhớ chọn thịt đầu vai nha. Bởi vì như vậy thì món ăn vừa không bị khô mà còn có độ giòn của thịt nữa. Mình sẽ ướp vào trong thịt này 2/3 muỗng hạt nêm Azingon, một chút xíu tiêu, khoảng 1 muỗng hành tỏi băm. Và cuối cùng thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng mayonnaise aji mayo. Chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Dạ. Phần cải ngồng này mình sẽ cắt dài khoảng chừng 5 phân. Khi mà mình cắt xong á, dạ, thì mình sẽ để riêng phần cọng và phần lá ha. Dạ. Tiếp theo thì mình sẽ cắt sợi phần cà rốt. Cà rốt và hành tây thì chúng ta đã cắt xong hết rồi. Cuối cùng thì mình sẽ cắt hành ha. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Như vậy là chúng ta đã xong phần sơ chế rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ xào mì. Chúng ta sẽ cho vào chảo một ít dầu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít hành tím băm cho dầu nó thơm ha. Dạ. Để cho hành tỏi nó vàng thơm nè. Dạ. Thì mình sẽ cho phần thịt này vào. Sau khi mà thịt chín rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ rút thịt ra dĩa ha. Ôi nhìn thịt hấp dẫn như vậy, em nghĩ em ăn thịt xào không em cũng thấy ngon nữa. Mình lại cho vô đây một ít dầu. Cũng phi một chút hành tỏi băm cho thơm. Hành tỏi băm trong món này quan trọng quá cô ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần cọng của cải ngồng vào. Rồi cho tiếp là cà rốt vào, bởi vì hai cái loại rau củ này sẽ lâu chín hơn. Dạ đúng rồi. Mình xào phần cà rốt và cải ngồng này khoảng chừng 1 phút. Cô sẽ cho tiếp phần lá cải ngồng vô. Dạ. Cô sẽ nêm vào đây khoảng 1 muỗng hạt nêm Azingon. Dạ. Khi mà cải và cà rốt vừa chín thì mình cũng sẽ cho tiếp là phần mì vô. Ồ, cho mì vô đảo luôn lúc này hả cô? Đúng rồi, cho hành tây vào. Cho một phần ớt, chừa lại một chút xíu để chút là mình có thể trang trí lên cuối cùng ha. Dạ. Wow, đúng là món ăn mùa lạnh có khác. Phải ngon là ở chỗ là nó hơi cay cay á. Đúng rồi, cô sẽ cho tiếp phần thịt cô luôn và mình trộn đều. Sau khi mà phần mì và các nguyên liệu đã đều và chín rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Cô ơi, cô chưa trộn sốt mayonnaise sao cô lại tắt bếp rồi? Quý vị khán giả nhớ điều này ha, sốt mayonnaise sẽ được cho vào sau khi tắt bếp. Như vậy thì món ăn sẽ thơm ngon hơn. À, em hiểu rồi. Như vậy là quý vị khán giả lại học thêm được một điều rất là hay từ cô Hà đầu bếp của chương trình đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho mayonnaise vào sau khi chúng ta đã tắt bếp để giữ được độ thơm ngon của mayonnaise aji mayo. Cô cho hành. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào đây 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Cô thêm một ít hành phi và trộn đều lên.
Thì cô sẽ cho một vài cọng ít sợi lên, một ít bằm lên cho màu sắc thêm đẹp. Mình sẽ cho thêm một ít ngò lên để trang trí cho đẹp ha. Rồi. Và bây giờ là đến lượt là Minh Châu thử ha. Dạ. Miếng mì và một miếng ớt để cho cay nồng ha. Đúng rồi. Cho ấm ha. Đúng rồi. À, và bây giờ thì cô mời Minh Châu thử để nhận xét về món ăn hôm nay nha. Dạ, em cảm ơn cô Hà. Tại sao mà thịt lại đậm đà, béo béo, thơm thơm vậy ta? Còn mì thì cũng vậy nữa. Cái mùi thơm... À, mà cho này Ajimayo đúng không cô? Đúng rồi đó. Hèn chi, rõ ràng là các loại rau củ hòa quyện với nhau có một cái vị béo béo, chua thanh nhẹ nhẹ. Ăn rất là thích luôn á. Trọn hương ấm. Thấm vị ngon. Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày thời tiết se lạnh như thế này, nếu mà buổi sáng sớm chúng ta làm cho những người thân của mình một món mì nóng hổi nè, hơi cay cay, đậm đà, béo nhẹ và có độ giòn của rau củ cũng như là của thịt, thì chắc chắn rằng những người thân trong gia đình của quý vị sẽ cảm thấy rất vui và ấm áp và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Do đó quý vị hãy thực hiện món ăn này và gửi những ý kiến đóng góp của mình về cho chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.